Rồi, hello, xin chào anh em ha. Xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi nè. Rồi, có một cái đèn pin của Makita ha. Con này 14.4. Là cái radio gì ha, con này 10.8. À, bán cho anh em con này còn sáng nha anh em, con này còn sáng đèn ha, bữa có thử rồi. Đó, ngoại hình như vậy. Rồi hai cái này bán cho anh em 300.000 ha, chuyển khoản đủ bao ship ha, còn nhận hàng thanh toán thì anh em chịu phí ship giùm em. Đó, đầu pin nha anh em. Đó, bán cho anh em, còn cái này em không có pin, em chưa có test nha. Đó, hai món này 300, chuyển khoản đủ bao ship ha.